Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong hôm nay có gì hot ngày 23 tháng 3 với những tin tức công nghệ cực kỳ nóng hổi không thể bỏ qua. Không lâu sau khi rời khỏi Sony, Vaio, thương hiệu máy tính cá nhân nổi tiếng một thời đã gia nhập thị trường di động với bộ đôi Vaio Phone và Vaio Phone Biz vào năm 2015. Và giờ đây, Vaio tiếp tục cho ra mắt một chiếc smartphone mới mang tên là Vaio Phone A. Trên thực tế, Vaio Phone A chỉ là phiên bản Android của Vaio Phone Biz với thiết kế và cấu hình gần như y hệt, gồm màn hình 5,5 inch HD, chip Snapdragon 617, RAM 3GB, cụm camera 13 megapixel phía sau và 5 megapixel và cài sẵn Android 6.0. Mức giá mà Vaio đưa ra cho Phone A là khoảng 5,1 triệu đồng. Mới đây, Oppo đã chính thức ra mắt chiếc Oppo F3 Plus mới nhất của mình. Đúng như những rò rỉ trước đó, Oppo F3 Plus sở hữu màn hình 6 inch Full HD, bộ vi xử lý Snapdragon 653, RAM 4GB, viên pin 4000 mAh hỗ trợ sạc nhanh VLC. Điểm nhấn trên F3 Plus chính là cụm camera kép phía trước, bao gồm một camera 16 megapixel và một camera 8 megapixel góc rộng 120 độ. Bên cạnh cụm camera chính phía sau có độ phân giải 16 megapixel, khẩu độ lớn là f1.7. Đó, ai yêu thích selfie thì đặt ngay một em đi nào. Nếu như Microsoft đã từng gây sốc khi bản Lumia 950XL tặng kèm Lumia 950, thì bây giờ LG còn gây sốc hơn nữa khi tặng hẳn một chiếc Smart TV 43 inch cho khách hàng đặt mua LG G6. Dĩ nhiên, đây không phải là chương trình ở thị trường Việt Nam mà là sự hợp tác giữa nhà mạng Telstra, Úc và LG. Mong rằng LG sẽ sớm bán flagship của mình tại Việt Nam với một ưu đãi cũng hấp dẫn ý như thế thì tốt biết mấy. Hôm nay, Apple đã chính thức xác nhận thương vụ mua lại Workflow, ứng dụng đặt giải sáng tạo nhất trong năm 2015. Với Workflow, bạn có thể sắp xếp các thứ tự công việc một cách đơn giản, logic để có thể hoàn thành một cách nhanh nhất. Và cũng ngay sau khi xác nhận thương vụ này, thì Apple đã hạ giá Workflow từ 2,99 đô la Mỹ thành hoàn toàn miễn phí. Vậy còn chần chờ gì nữa mà bạn không tải về và sử dụng ngay nhỉ? Các khổng lồ tìm kiếm vừa mới tung ra tính năng mới cho Google Maps mang tên Share Location. Tính năng này sẽ cho phép bạn chia sẻ vị trí chính xác của mình với một vài tài khoản khác trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn cũng có thể chia sẻ lộ trình lái xe hoặc đi bộ theo thời gian thực tế nếu muốn. Với tính năng này thì Google ngày càng muốn ứng dụng của mình sẽ không chỉ đơn thuần là một ứng dụng bản đồ, mà còn là một mạng xã hội thu nhỏ để người dùng có thể chia sẻ địa điểm của họ thường xuyên hơn. Cơ mà cũng nên cẩn thận nha, khéo lại bị theo dõi đấy. Trên đây là những tin tức hot nhất trong ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong hôm nay có gì hot ngày mai. Bye bye!